do ảnh hưởng của rãnh thấp. Từ ngày 3 tháng 9 đến rạng sáng ngày 5 tháng 9, nhiều khu vực tại tỉnh Yên Bái có mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, ngập úng một số tuyến đường giao thông, thiệt hại một số diện tích cây trồng, ao cá, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến chiều ngày 5 tháng 9, mưa lớn đã làm thiệt hại 39 nhà dân, trong đó có 8 ngôi nhà bị ngập, 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ta luy làm đất, đá tràn vào nhà. Thiên tai làm thiệt hại hơn 62 hecta cây trồng nông lâm nghiệp, gần 6 hecta nuôi trồng thủy sản. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở ta luy, ngập úng nhiều tuyến đường trục liên xã tại huyện Văn Yên, Văn Chấn, gây hư hại 3 công trình thủy lợi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định chỗ ở và ổn định cuộc sống.